ViewSonic từ lâu đã là một hãng chuyên về màn hình, từ các phân khúc giá rẻ, màn hình văn phòng, thiết kế đồ họa và cả màn hình chơi game. Vậy thì với một màn hình 24 inch tấm nền IPS, tốc độ làm mới lên đến 144 Hz, cực kỳ phù hợp để chơi game, thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trong mức giá chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng, ViewSonic XG2405 có thiết kế công thái học giúp thay đổi chiều cao, từ độ nghiêng, này quay ngang hay quay dọc màn hình thoải mái, thậm chí là có thể xoay màn hình để có thể chia sẻ nội dung với mọi người một cách dễ dàng hơn. Và một điểm thì mình trích trên chiếc màn hình này chính là phần thiết kế của ba cạnh viền siêu mỏng giúp tối đa hóa kích thước xem của mọi người trong khi giảm thiểu tối đa khung hình. Bên cạnh đó thì mọi người có thể dễ dàng ghép nhiều màn hình lại với nhau, vừa phục vụ nhu cầu chơi game, vừa phục vụ nhu cầu làm việc cũng được luôn. Và kích thước màn hình thì là kích thước tiêu chuẩn Full HD công nghệ IPS, và khi kết hợp với 144 Hz thì sẽ cung cấp khả năng kiểm soát cấp độ thể thao điện tử. Khi chơi game ở tần số quét cao thì cũng đảm bảo trải nghiệm chơi game, thể hiện được nhiều chi tiết hơn cho người dùng, cũng cực kỳ mượt mà và sắc nét. Nói về tốc độ phản hồi thì tốc độ phản hồi chỉ 1 ms, giảm đáng kể hiện tượng nhòe chuyển động, cải thiện độ rõ nét của hình ảnh chuyển động từ trái qua phải, giảm hiện tượng nhòe, bóng mờ và nhòe từ các vật thể chuyển động nhanh, mang đến cho game thủ khả năng phản hồi mà họ mong đợi và màu sắc phong phú mà họ xứng đáng có được. Với tên gọi là XG2405 thì màn hình này sẽ là màn hình 24 inch. Đối với màn hình này thì là một màn hình tiêu chuẩn, không quá to như màn hình 27 inch hay là 32 inch mà vẫn phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Góc nhìn thì là góc nhìn tuyệt đối trên chiếc màn hình này, nó sẽ phù hợp với mọi nhu cầu từ chơi game cho tới làm việc. Và thêm vào đó thì XG2405 có kết hợp với công nghệ AMD FreeSync giúp đồng bộ hóa tần số quét giữa màn hình của bạn với các đồ họa, sẽ giúp trải nghiệm chơi game tốt hơn, đồng bộ khung hình ngon lành hơn và sẽ loại bỏ hiện tượng xé hình cho trải nghiệm chơi game liền mạch. Và ngoài ra thì trên chiếc màn hình này có hỗ trợ loa stereo để có thể nghe nhạc, xem phim ở mức độ dùng được. Mặc dù thì anh em chơi game mình biết là sẽ dùng tai nghe thôi, thế nhưng mà nếu có như trường hợp phát sinh chẳng hạn thì loa của XG2405 cũng có thể chữa cháy được. Và cuối cùng thì những cũng cực kỳ quan trọng, đó chính là khi anh em ngồi chơi game thì chắc chắn là sẽ ngồi khá là lâu và trực tiếp tiếp xúc với màn hình máy tính. Và vì thế thì với công nghệ chống nhấp nháy và bộ lọc ánh sáng xanh sẽ giúp giảm hiện tượng mỏi mắt khi ngồi lâu trước máy tính và bảo vệ mắt của mọi người khỏi ánh sáng xanh có hại. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua về con màn hình này. Đối với mình thì với tầm giá chưa đến 6 triệu đồng, thiết kế đẹp, tần số quét cao, độ trễ thấp và hoàn toàn có thể sử dụng với nhiều tác vụ như là chơi game, xem phim, làm việc cơ bản, thiết kế đồ họa đều ok thì đây sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Và không biết thì mọi người như thế nào, để lại phần bình luận của mình ngay dưới video nhé. Và đường link của sản phẩm mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả luôn. Và hiện tại thì đang có rất là nhiều các chương trình khuyến mại cũng như là giá trị quà tặng lên tới hơn 1 triệu đồng và chế độ bảo hành lên tới 36 tháng. Đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.